Hello, chào các bác. Nào, hôm trước em lên Shopee em mua cái rất là hay luôn. Đó, các bạn nhìn thấy nha. Đó, một cục pin dự phòng rất là khủng bố luôn, to như hòn gạch luôn. Đó, nhìn thì biết nhiều chức năng chưa? Đó, các bạn nhìn thấy nha. Là sạc không dây này. Sạc nhanh, super sạc nhanh. Đó, màu da cam, màu là cả sạc nhanh màu xanh giống như của Oppo và sạc nhanh giống của Xiaomi ấy. Có nghĩa là nó có sạc nhanh lên đến ba mấy watt đấy. Và cục pin rất là khủng ở đây. À, mà nhìn đấy nha, cái này mà dùng thì chắc là thoải mái luôn. Ở trên đằng sau hộp thì nó ghi là 50.000 mAh đó, nhưng thực tế ra đây nó chỉ là cái vỏ thôi. Đây, các bạn nhìn này, trong này là chúng ta có thể lắp pin được, trong này là chúng ta lắp pin được, nhưng mà không phải là pin 2A, các loại pin mà chúng ta dùng cho điều khiển đó nhá, mà đây là dùng để lắp pin lithium sạc lại được 18650. Vâng, viên pin cell 18650 ấy nó rất là phổ biến luôn, nó có ở trong máy laptop này, nó có ở trong xe điện này, nó có ở trong một số thiết bị điện sạc lại được. Đó là dùng pin 18650, cái pin pin nhiều tròn này. Đó, em có mua rồi đây á. À, tí này em sẽ mở cái hộp này. Đó, như em giới thiệu sơ qua về cái thiết bị này. Thì em thấy trên Shopee có rất là nhiều người bán cái dạng sạc dự phòng, hộp sạc dự phòng này. Các bác có thể lên tìm là hộp sạc dự phòng thì nó rất là nhiều. Thì để cho chúng ta tận dụng lại những cục pin của laptop, ví dụ như là pin laptop thường thường là 3 cell, 6 cell hoặc là 8 cell ấy, và chẳng may nó bị cháy mất một cell thì tất cả các cell còn lại nó đều không hoạt động được. Cả cục pin đấy là không hoạt động luôn, các cell còn lại nó vẫn sống nhưng cục pin đấy không hoạt động luôn. Thì các bác có thể tận dụng, các bác phá cục pin ra và các bác lấy những cell pin 18650 đó, các bác lắp vào đây thì sẽ trở thành pin dự phòng. Thì cái cục này lắp được 16 viên, còn những cục có cục lắp được 8 viên, những cục lắp được 3 viên và có những cục chỉ lắp được 1 viên thôi. 1 viên đấy là nhỏ nhỏ thôi, nó to hơn cục pin 2A một tí. Thì em mở lại ra nhá. Đó. Thì em thấy cái này khá là hữu ích này. Thế nên em mua về em làm review cho các bác. Và em đã mua một đống pin 18650 thì em nói thật là em đã chạy ra hai đồng nát. Em hỏi mua mà người ta bán đắt quá. Ở trên Shopee thì các bác bán lại pin 18650 với giá chỉ tầm khoảng 2.000 cho đến 8.000 tùy dung lượng. Dung lượng cao khoảng 8.000, hoặc là đắt thì khoảng 10 mấy nghìn ấy. Thì em thấy ở ngoài người ta bán cả cục pin laptop hỏng mà người ta bán 20.000. 20.000 là phá ra. Ví dụ như là 8 cell, 8 cell là không sao, 6 cell chẳng hạn là chết mất 2 cell. Còn lại 4 xe 42.000 tính là 5.000 quả mà mất công phá, nó mất thời gian lắm. Đó, thế nên em lên trên Shopee em mua. Đây, và em mua lạng khủng luôn. Em mua hẳn, em thấy có loại trên Shopee có một kênh bán này. Tí em sẽ để link mô tả nhé. Người ta bán cái pin 18650 mà 9.800 mAh, người ta bán có 16.000 một viên. Cái này em mua một thẻ tín dụng, thế này không có giá ở đây. Nhưng mà tổng thiệt hại em mua là 16 viên đấy. 16 viên. 16 viên để em nhân thử nha. Và khi em lắp hết 16 viên đây thì nó sẽ là bao nhiêu mAh cho vừa, đúng không? À, em nhân thử cho bác xem nhé. Đây, em mua 16.000 một viên. 16.000 nhân với lại cả 16 viên. Tất cả là 256.000, cả tiền vận chuyển như là 260 mấy nghìn ấy. 260 mấy nghìn thôi là được 16 viên này, mua ở Hà Nội rồi về nó rẻ thôi. Đó, các bạn nhìn thấy nhá, 16 pin mà 9.800 mAh. Đó, em nhân thử cho này. Xem liệu lắp đầy đủ ở đây thì nó sẽ nhân 9.800 này, nó sẽ rơi vào tổng khoảng 156.800 mAh đấy các bạn nhá. 156.800 mAh. Thực tế là nói thì em không tin là cục pin này được 9.800 đó, nhưng mà nếu mà thật là 9.800 thì phải được 156.800 mAh, có nghĩa là sạc lại được tầm sạc được tầm khoảng mười mấy lần để chia cho 4.000 nha. Chia cho 4.000 là 40 lần, sạc lại là 40 lần một chiếc máy điện thoại thông thường bây giờ với pin 4.000. Đó, các bác thấy kinh khủng không? Sạc lại 40 lần thì các bác có thể đi du lịch, đi chơi, đi riết mà cầm theo cục này có mà thoải mái luôn. Đó, thì bây giờ em sẽ mở cái sale xem nha. Đó, 16.000 một viên nhá. Ở trên Shopee, bác nào muốn mua thì các em có thể để link lại. Đó, 16.000 một viên. Tính ra nếu mà khi mà em hoàn thành cục pin dự phòng này với dung lượng là 156.000 mAh ấy, thì tổng thiệt hại cái này mua hết là 230, cái này mua hết 260, thế tổng thiệt hại hơn 500 một chút xíu thôi. Đây các bác này, đây đó, đó là như thế nha. Đây, pin 18650 thì các bác nhìn thấy, các bác biết luôn, nó trong rất nhiều thiết bị luôn là nó có. Những thiết bị nào có pin mà sạc lại được ấy là đa phần là dùng pin này, đa phần là dùng pin này thôi. Chỉ có điện thoại của chúng ta ấy là dùng pin lithium lại dạng là mỏng thôi đó. Chứ còn cell pin này là rất là phổ biến này. Rồi, đấy, các bạn nhìn nha. Đó,
Đây là pin 18650. Này các bác nhìn này, cục pin này là cục pin mới 100%, chắc là của Trung Quốc thôi, của hãng gì nhỉ, hãng Ultify đó. 9800 giờ rồi. Ở sao có mấy viên màu vàng này, hết màu rồi, hết màu xanh rồi, còn mấy viên màu vàng này. Không biết là cái đây có phải pin mới không, không biết là có bị người bán lừa không nhỉ. Cục màu vàng là hơi cũ, cũng là 9800, nghĩa là màu vàng. Đây các bạn nhìn nha, cái này mang lên máy bay chắc không được mang đâu, bởi vì to quá trông nó khủng quá. Đây 16 viên lithium 18650 đó, các bác nhìn nha, là 9800 này sẽ đi lại được rất là nhiều lần đó. Hai đầu gọi không phải đầu nhọn mà đầu dẹp để lắp vào kia đó, các bạn nhìn nha. Thì bây giờ là lắp vào như này rất là đơn giản thôi đó. Thì ở trên này nhá, đây là cái mạch, đây là cái mạch pin này. Cái mạch này là mạch có thể chuyển sang 5V hoặc là 9V hoặc 12V để chúng ta có thể sạc nhanh được. Có một cái đầu vào, đây là đầu vào nhé, thì trong đó có đầu vào Nylink này, dùng cáp iPhone là đầu vào Type-C này, dùng cáp điện thoại bây giờ mà đầu vào micro USB. Đó, không biết có ra được cái này không. Còn đầu ra của nó gồm hai cái này, hai cái cổng USB đây. Đó, bây giờ em sẽ lắp nha. Cái này rất là hiện đại mà có cả đầu sạc không dây nữa, mà không biết có phải sạc không dây nhanh nữa không. Đấy, lắp một viên vào là sáng rồi này. Đó, các bạn nhìn được, lắp một viên 64% này. Đó. Lắp đúng chiều nhá, cộng trừ đó. Bao giờ cái lò ôi cháy. Lắp ngược chiều này, em vừa lắp ngược chiều đó. Vừa nói các bác là lắp đúng chiều xong lắp ngược chiều phát nó chùn bố vào luôn. Đó, pin này rất là khỏe luôn, rất là dễ bị cháy. Đây em kiểm tra xem cổng này nó còn dùng được hay không. Một tí mà cổng sửa. Đây. Đây hỏng luôn này, à phát dụng được này. Đó, tựa hỏng luôn cổng đấy, 45%, ok. Đó lại nha. Đúng chiều nhá, cổng nó cháy đấy. Quá kinh khủng luôn. Bắt đầu thấy nặng nặng là các bạn, cục pin rất là chắc luôn nhé, cục pin này rất là chắc luôn, dung lượng cao mà. Nhưng mà không biết liệu có được 9.000 thật không. 9.000 thì kinh quá. Đó, tất cả là 16 viên sau khi lắp xong rất là nặng luôn. Nặng lắm. Ok, lắp vào. Rồi, rất là nặng luôn. Đấy, vô cùng là nặng luôn. Đây, 46%. Để vào xem nào. Đây, sạc không dây chỉ sạc thường thôi. À, sạc nhanh không dây luôn này. Sạc nhanh không dây luôn. Đó, rất là ngon. Đó, sạc nhanh không dây này. Các bạn nhìn không? Sạc nhanh không dây luôn. Đó, quá xịn. Quá xịn. Quá xịn luôn. Đấy nha. Có hai cái cổng này này nhá. Em đã cắm thử này. Cắm một cổng một da cam trước này. Cắm cổng một da cam trước. Cắm sạc đây, xem nó báo là sạc gì. Con máy này nó báo sạc siêu nhanh hay sạc nhanh được này. Đây. Ờ, đang sạc thôi. Ở chỗ này nó báo là ao. Và đang sạc thôi. Rồi chiều đây. Đang sạc. Không thể bao nhanh nhỉ. Lại con này là hai do cái cáp lỏng quá thì phải đi đổi cái cáp khác. Chặt quá. Ui chặt thế. Dính nhẹ rồi. Ok được rồi. Đang sạc. Ok, không biết là pin mới là pin gì mà em mới sạc được có tầm khoảng 10 phút là 45 là còn 27, chắc là do pin mới thôi.
Đó, nhưng mà nó à đây là giờ nó báo thật nhanh đây. Đó, thì em đã tại vì em vừa bận một việc không chạy ra ngoài thử. Em cầm một cáp xịt của Xiaomi vô đây xem nào. Đó, xem là liệu là nó có báo được sạc siêu nhanh không. Chứ nó báo chỉ sạc nhanh không thì cũng bình thường. Nó phải báo là sạc siêu nhanh 30W, 25W trở lên. Thì mới bố. Đó, chỉ khi đang sạc thôi. Đang sạc thôi. Đây này, hôm trước em có một cái sạc dự phòng em mua 10.000 mAh mà tầm 400. Đó thì nó có ví dụ như sạc nhanh. À đây, đây nó có quy trạc là 3.0. Nhưng nó chỉ cũng vẫn chỉ ghi là sạc nhanh thôi chứ không phải là sạc siêu nhanh nhá. Chỉ ghi là sạc nhanh thôi. Đó, cắm sang cái này thì ghi là gì không biết này. Thì nó có cái tia sét, ví dụ sạc siêu nhanh là có hai tia sét và sạc nhanh thì nó là một tia sét ở đây. Tia sét màu xanh. Đó là cái sạc mà hôm nay em mua ấy là nó có hỗ trợ sạc nhanh 25W 400.000 của hãng của Trung Quốc thôi chứ không phải là của Xiaomi hay là của Samsung gì cả. Đây, cái này cũng hiện lên là 3.0 rồi, hai cổng này là giống nhau. Đều ra sạc nhanh ghi là 3.0 nhưng chỉ là sạc nhanh thôi chứ không phải sạc siêu nhanh nhá. Đó, cái này không là siêu nhanh. Đó, nhưng quan trọng nhất là nó có cả sạc không dây này. Nếu khi ngại cắm thì để vào, nó sạc nhanh không dây. Để xem nào. Xem là báo là như nào. Lại không nhận à? Có vẻ hơi khó nhỉ. À đây, đấy. Đó. Đây, nó báo cái hình không dây này. Đó, báo hình không dây này. Thì trên này nó ghi là sạc nhanh không dây. Sạc nhanh không dây luôn. Thích cái sạc nhanh không dây này. Chắc là nhanh thôi. Đó. Đó, ok. Rất là ngon. Một cục pin mua trên Shopee cái vỏ mất 230. Một đống pin 9.000 mAh 16 cục hết 260. Tổng thiệt hại hết khoảng 500. À 270 còn tính linh tinh được khoảng 500. 500.000 được một cục pin 156.000 mAh. Theo thông số. Không biết có phải hay không. Nhưng mà như thế đó là kinh khủng quá rồi. Đúng không? To như cục gạch luôn. Ok, bây giờ bắt ốc vào nhé. Cho nó chắc. Đó. Là mà dùng rồi. Đi du lịch này. Đi phượt này. Đó, hoặc đi làm. Không cần phải cầm theo dây làm gì cả. Rất là ngon. Mất điện. Đó. À, nó cho dư 2 cái ốc. Cho 8 cái ốc. Nó cho 8 cái ốc. Đó. Yeah. Bác nào mà đang muốn tìm hiểu mua cục pin như này nhá thì có comment ở dưới video, bởi vì là em thấy có một số nó bán rồi. Đó, trong đó là nó có nhiều loại. Lắp được 16 viên pin này, trong đó là có một loại là không có sạc nhanh thì giá chỉ có 130 thôi. Một loại có sạc nhanh nhưng không có sạc không dây thì giá là 180. Còn cái mà vừa có sạc nhanh vừa có sạc không dây như cái này ấy thì giá là 230. Đó. Và các bác mua cục pin 16.000 một cục pin 16 cục pin 18650 16.000 một cục. 18650 9.000 mAh còn mua cái loại mà tầm khoảng 6.000 ấy thì bên họ bán là 12.000. Đấy em nhớ trên kênh Shopee của họ là như vậy. Đây này, cái kênh Shopee phụ tùng xe hay này. À, phụ tùng xe hay này, đó. Đó. Ở đường Bồ Đề Hà Nội. Thì là cái kênh đấy trên đấy nó bán là pin là 12.000 cục 6.000 và là 16.000 cục 89.000. Nhưng mà em nghĩ chắc không đủ được 9.000 đâu. Bây giờ em sẽ dùng thử và review cục này sau cho các bác nhé. Bác nào mà quan tâm cục này thì comment dưới video. Và thấy hay thì nhớ cho em một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và nhớ subscribe kênh YouTube của em để ủng hộ em. Cục pin này em không dành làm quà tặng cho ai máy chơi game đâu. Nhưng mà rất có thể là biết đâu ấy. Thấy hay quá em sẽ mua một loạt về để làm quà tặng nhỏ hơn. Bởi vì nó rẻ hơn máy chơi game mà, làm quà tặng nhỏ hơn đúng không? Đó, cảm ơn các bác xem clip nha. Chào và hẹn gặp lại các bác.